Chào mọi người đến với kênh YouTube của thiết bị TBS. Hôm nay em xin giới thiệu tới mọi người một con tời điện siêu nhanh có tốc độ là 28 m/s và tải thực tế được 100 kg. Đầu tiên em xin giới thiệu sơ qua về con tời này. Con tời này sử dụng motor có công suất là 2,2-3 HP và điện một pha 220V và sử dụng cái hộp giảm tốc rất là chất lượng cho tốc độ là 28 m/s. Để tời này chạy 28 m/s và tải được 100 kg thực tế thì đòi hỏi cái hộp giảm tốc này hay gọi là cái hộp số, thì cái hộp số hộp giảm tốc này á, là phải chất lượng. Nếu như không chất lượng, chạy một thời gian nó sẽ bị kêu cái hộp số này và sẽ bị banh hộp số này nếu chạy với tốc độ cao và tải đúng thực tế 100 kg. Và con tời này nó trang bị một cái rồng rọc móc cẩu và kèm rồng rọc luôn, có móc cẩu và kèm rồng rọc rất là chất lượng. Cái này là phải 500 kg nhưng mà nó trang bị cho con tời chỉ có 100 kg thôi, thì bao tải nha mọi người, rất là chất lượng. Và điều tiếp theo là cái con tời này sử dụng đầu ấm rất là ok. Là nó có đầu ấm này, nó có một cái nút an toàn, khi mà xảy ra sự cố trong công trình đó, thì mình sẽ bấm nút này vào, nó sẽ ngắt điện và bấm lên bấm xuống gì á, điện nó không ăn. Và khi mà muốn sử dụng lại thì mình sẽ dặn thùng chụp kim hồ để nó bung nó ra, thì lúc đó mình sử dụng lại bình thường. Và em sẵn đây em sẽ test cho mọi người xem cái tốc độ của nó luôn. Vâng, mọi người xem cái tốc độ của nó nha. Chạy rất là nhanh và cực kỳ êm nha mọi người. Đây, khi mà xảy ra sự cố mình bấm này một cái là nó sẽ ngắt điện. Và bây giờ mình có bấm lên bấm xuống gì nó cũng không có điện cả. Đó, bấm lên bấm xuống. Thì khi nào mình xử lý sự cố xong á thì mình sẽ dặn thùng chụp kim hồ thì mình bấm lại nó sẽ chạy tiếp. Vâng, chạy tốc độ rất là nhanh, đúng 28 m/s. Cam kết là tải được 2 bao xi mọi người. Cam kết là tải được 2 bao xi, nếu không tải được 2 bao xi thì trả hàng về em sẽ đền gấp đôi. Con tời này á thì được rất là nhiều nhà thầu cũng như anh em là sử dụng và cho phản hồi rất là tốt. Nhiều anh em nói là anh mua mấy con tời rồi nhưng mà về nó chạy chậm và nó kêu to, xong rồi là điện em xong nói là ủa cái con tời em bảo là 28 m/s nhưng mà có thật không, xong rồi em mới cam kết đồ này nọ, xong rồi ông anh đó mới lấy về xài. Thì kêu sau khi xài xong rồi là ông bỏ hết cái dàn tời kia luôn và thay thế bằng con tời này. Nếu như những anh em mà làm xây dựng dân dụng nhà phố và những công trình thấp tầng thì tải nhẹ thì sử dụng con tời này rất là hợp lý, vì nó cho tốc độ là tương đối cao và tốc độ đó là tương đối cao và an toàn. Thứ hai nữa là nó tải được trong cái lượng công việc của mình là 2 bao xi, 2 xô hồ, 1 sọt gạch lớn là rất ok. Và đặc biệt là nó có độ bền cao, chạy êm chứ không phải là khua chạy kêu như những con khác đó. Thì hiện tại con tời này em đang bán lẻ với giá là 4 triệu là bao ship từ Đà Nẵng trở vào miền Nam, còn từ Đà Nẵng trở ra miền Bắc thì em cộng thêm 100k tiền ship, tại vì em ở Hồ Chí Minh. Mọi người cần mua máy cũng như cần tư vấn gì thêm xin liên hệ em qua số điện thoại Zalo 0902725786 hoặc truy cập vào trang web thiết bị tbs.com.
để tham khảo thêm nhiều thiết bị và sản phẩm của bên em. Và đặc biệt, mọi người hãy nhấn vào nút đăng ký kênh hình quả chuông bên dưới để có thể theo dõi tiếp những video clip và những review sản phẩm tiếp theo của bên em. Em xin cảm ơn.